trí nhớ của chiến sĩ không còn được bình thường nữa. Vậy còn cách nào để ngài ấy trở lại bình thường không? Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, nhưng chỉ còn một cách duy nhất, đó là tự ông ấy khôi phục lại trí nhớ của mình thôi. Thôi, chúng ta đi thôi. Tiến sĩ giờ đã không phân biệt được Tigger hay Alibaba. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta bắt hắn về chế tạo vũ khí cho riêng mình. Được lắm, nhưng làm cách nào để hắn nghe theo chúng ta? Ta đã được tra rồi, hắn rất thích ăn kẹo mút. Bây giờ chỉ cần một cây kẹo mút là hắn sẽ nghe theo lời chúng ta. Được lắm, hành động thôi. Các anh là ai? Tại sao các anh lại vào đây? Bọn tôi là đội X-Men. X-Men à? Thế các anh có biết nhóm X-Men không? À có, đương nhiên chúng tôi biết rồi, vì chúng tôi cùng một tổ chức mà. Vậy các anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến đây có nhiệm vụ đưa ngài đến căn cứ mới. Không được, Jerry và Candy dặn tôi là phải ở đây, tôi không được đi đâu hết. Nếu như họ về không thấy tôi, họ không cho tôi kẹo mút nữa. Ông yên tâm, Cherry và Candy đã biết trước điều này và đưa kẹo mút cho chúng tôi để ông tin tưởng và đi theo bọn tôi. Vậy à, cho tôi hết nhá. Ông phải đi theo bọn tôi trước đã, ở đó có rất nhiều kẹo mút, ông cần thoải mái. Vâng, vậy chúng ta đi thôi. Có chuyện gì với khẩu súng này vậy? Ta không biết. Khẩu súng này không có tác dụng. Hay là hắn lừa chúng ta? Giả, cho nó một trận. Mày dám lừa chúng tao à? Đưa lại. Ok.
đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Đây không phải là nhà ta mà. Thì ra đây là căn cứ bọn Alibaba. Đi luôn, mình phải gọi cho bọn họ mới được. Chúng ta thử tìm xung quanh ngôi nhà này xem sao. Alo. Jerry à, tôi Tiến Sĩ đây. Tôi đã nhớ ra một chuyện rồi. Vậy sao? Bây giờ tôi đang bị bọn Alibaba bắt cóc. Các cô, em mau đến giải cứu tôi. Được rồi, bây giờ ngài hãy làm theo những gì tôi nói. Được rồi, cô hãy nói đi. Chắc chắn bọn chúng chưa biết ngài trở lại bình thường đâu. Bây giờ ngài cứ giả vờ bị mất trí đi. Chúng tôi sẽ đến cứu ngài. Ok, tôi hiểu rồi. Các cô hãy cẩn thận nhé. Ngài Tiến Sĩ đang bị bọn Alibaba bắt cóc. Bây giờ chúng ta phải đến căn cứ để chuẩn bị cứu ngài Tiến Sĩ. Tôi không sao, chỉ nhớ của tôi đã bị phục rồi. Được rồi,